Okay. Coi con Airy thường siêu kỹ sao nha nè. Thử có được bao nhiêu đam, sợ con ca phải nó vét hết rồi. Ok. Chịu 6, ok, đam đầu tiên. Ôi, bảo kích rồi. 2 triệu không? Ây, 2 triệu 2, vãi. Ok anh em, mình đang làm một kênh về Liên Minh Tốc Chiến đó, tên kênh của mình là Mía Tốc Chiến đấy. Thì bạn nào thích game Liên Minh Tốc Chiến hoặc là Liên Minh Huyền Thoại đó, có thể nhấp vào trong kênh của mình, tìm kênh Mía Tốc Chiến và nhấn cho mình một like, một share, một theo dõi kênh nha. Rồi cảm ơn rất nhiều nha. Hello anh em, chào anh em quay trở lại kênh của mình nha. Thì cách đây 15 giờ trước ở Vinagame cũng đã nhá hàng ở cái đợt sự kiện quay Susan tiếp theo. À, chưa chắc Susan đó nha anh em. Đây là ghi là sự kiện chiêu mộ thôi đó, thì không biết sẽ là ai đó, nhấn mạnh ở đây là cái chữ S L nè đó, không biết là ai, nhưng mà nhiều anh em đoán nữa lại là tem sức năng lượng anh em, tem năng lượng đó, nhưng mà không biết là đứa nào. Anh em nào đoán thử coi, này là cái su này thì một là su xanh, hai là hồn hạp thôi anh em, nên là không biết đứa nào luôn đó. Hết cái sự kiện quay ly thì nó sẽ đến cái sự kiện này, thì anh em nào đoán thử cái con gì thì em hãy comment bên dưới ha. Mình thì mình đoán tầm cỡ con chắc là chip hỏa hoặc là con Simi lôi đó, là su xanh nha anh em, còn su vàng thì mình thua, mình không biết đấy. Lại gì, lại là chuyên mục đoán toàn sai mỗi tuần đi các đội trưởng ơi. Trời ơi, chuyên mục tiếp theo đấu sĩ nam nha anh em, lần đầu vào chuyên mục nhé đó, không biết là đứa nào luôn. Ôi, nếu mà nam thì con chít không biết nam hay nữ luôn anh em, phải thật đấy. Rồi thì gì, sẽ không có bé người mấy 10 tuổi đâu, vải đệ Maxima. Đấy, ok, đợt này là sẽ cập nhật cái đấu sĩ Ionic đó, UR tiếp theo ha anh em. Rồi, có một cái nữa, cách đây 12 phút trước đó là tìm cập nhật tiềm năng là ngày 11 tháng 1, tức là ngày mai nè. Ngày mai là sẽ có một đợt update nhỏ. Đấy, là tiềm năng bậc 4, tứ môn của một số đấu sĩ. Đó là con, Ionic mới ra up được tiềm năng luôn em. Cái Rizalit nữa nè, mới ra là up được tiềm năng là bậc 4 luôn nha. Shingo nè, rồi Yuki rồi Lee đó, Hanzo rồi Rugal các thứ đó, Simi rồi Chích Hỏa đó, những cái con này là đang sắp tới sẽ cập nhật tứ môn nha anh em. Đấy, Lee tứ môn nữa nè anh em, nhiều anh em đang chơi Lee lắm nè, cập nhật tứ môn đợt này cũng khá là ok. Rồi thì mình đang ở bên S43 đó, đang cập và đang cầm hạt top 2 của server đây, viết 15 anh em. Myson, ok, đọc đúng nha anh em. Đọc đúng cái tên nha. Đây, VIP 15 Myson đang là top 2 của server. Sau ông Ken. Sau ông Ken, VIP 14 mà lại lên top 1 luôn ghê vậy ta. Khó hiểu vậy. Đấy, thì không có gì đáng nói khi mà mình cầm cái hạt VIP 15 và top 2 server này. Đó, cái đáng nói đây thì chắc cái tiêu đề thì anh em cũng biết rồi. Đó, tức là cái chiến hồn vô lượng 7 sao. Đó, đây nè. Chiến hồn vô lượng 7 sao. Đây, vô lượng thần hồn 7 sao. Đó. Thì cái đợt hôm qua là bảng xếp hạng kim cương đã tổng kết rồi. Đó, nên là sẽ có người top 1 và top 2 sẽ được mỗi người một cái phôi để lên cái chiến hồn 7 sao. Đó. Trời ơi, mát luôn anh em. 20 luôn hả? Bản thân tăng tấn công 2000, phòng thủ 800, sinh lực 50000. Bạo kích 30%, tỷ lệ kháng bạo kích 30%, tỷ lệ chống đỡ 30, chính xác hiệu quả là 45%. Wow. Chiến hồn này mình thấy gắn cho con Kula cũng ngon anh em, bởi vì nó có chính xác hiệu quả nè. Đấy, nhưng mà ông này thì ông gắn cho con Airy thường. Đó, thêm một cái chiến hồn vô lượng 5 sao nữa nha anh em, 5 sao nữa. Đấy, rất là ghê luôn. Rồi, thêm một cái chiến hồn thương quan. Nhìn là biết là con Airy này nó là con carry của team. Đó, đam chính của team luôn nha anh em. Đang là 210 lực chiến riêng con Airy này thôi. Giờ chúng ta sẽ coi đồ đạc, đồ các thứ, mình sẽ review sơ bộ với các này nha anh em. Đây, đồ đây, đỏ luôn này. Đấy. Phần chiến hồn anh em cũng biết rồi ha, tiềm năng đi. Ok, ui, chưa mát nổi anh em ơi. Đang còn thiếu đá công, chưa mát nổi. Ok, tiếp theo là đến con Kula. Đồ đây anh em, đồ này chưa up đỏ luôn ta. Ok, phần chiến hồn đi. Mộng sinh, ghi chiến hồn rít và chiến hồn vô tiền.
tra vào trong túi chiến hồn coi mình thấy sao. Ủa sao chiến hồn sao nó hơi ít ít ta. Cấp chiến hồn cấp sao, ok. Đây chiến hồn quá trời dưới này mà. Ủa không có xài những cái chiến hồn này luôn mà xài chiến hồn vô tiền à. Để gắn cái vô tiền đúng không. Ok. Con cá phải đây anh em. Đồ ôi. Sao ạc này mình thấy nó hơi thọt thọt một tí anh em ơi. VIP 15 mà sao đồ chưa up đỏ lên được nhờ. Ông chủ ạc coi được cái video này thì nghe mình nhận xét thôi. Chứ không phải là chỉ chơi game gì cả, nghe mình nhận xét thôi ha. Thì nó hơi, mình thấy nó hơi thọt một tí, không biết dồn đồ cho con nào. Nếu mà con Yuri thì dồn đồ cho con Yuri thì nó cũng chưa có lên những cái sao đỏ nữa nè. Ok, chắc là VIP 15 nạp và lúc đầu nạp tăng tốc nạp dữ quá nên bây giờ là hơi bị thiếu. Hơi bị thiếu một chút. Đó, đá tiềm năng để nâng phẩm đó nè. Đây là mới cam cộng 4 nè. Phần chiến hồn coi. Tác khí 6 sao, mảnh tiếng, hủy diệt cực hạn. Ừ đúng rồi nè, build cái chiến hồn này đúng rồi nè. Ok, tiếp theo là sẽ đến Orochi. Oai, Orochi thì cũng cam 4 hả? Ông cố gắng nâng những cái vật phẩm này, những cái đồ đạc cho tụi nó lên đỏ luôn đi. Nó mới mạnh được. Ok, chiến hồn hả? Lĩnh vực nguyên khí hả? Ồ đúng rồi, gắn cái này cũng được. Cái này thì cho con bất kể con nào gắn cũng được anh em. Thần thánh, đường cong chí mạng. À ngon à, con Orochi thì gắn đường cong chí mạng cũng ngon rồi nha. Nhưng mà mình thấy ngon nhất là vẫn là con Kula đó. Irino, chiến hồn xung phong, cấm ngôn, Tula. Ai à, Tula là của VIP 15 này, anh em VIP 15 mới mua được chiến hồn Tula này. Irino, build Irino lên chưa à. Terry, Irino thì chắc cũng mới build lên thôi nè. Trời ơi, ạc này mình thấy hơi thọt đấy anh em. Này là thực sự chứ không phải là mình khen gì cả. Ờ, VIP 15 mà được chiến ngang muốn ngang ngửa mình rồi. Nhưng mà đồ đạc của tụi này nó hơi thọt một tí. Không biết là cái tài nguyên ổng chuồn đi đâu rồi. Để vào trong túi coi thử coi. Ok. Trời ơi, trong này cũng không có gì luôn. Mở giùm luôn. Ôi ngon, trời ơi, mở giùm lại ra mảnh Ari nữa nè. Ngon nha. Để mình coi thử coi những cái vật phẩm, những cái đồ đạc ổng dồn đi đâu hết rồi. Vào trong chiến bài coi. 10.000 không. Ui 12.000 luôn. Ồ đi cũng rồ đấy em. Đi cũng rồ đấy. Ok, thần khí coi. Á lộn, cái bộ sưu tập coi. Năng lượng ban đầu, quay năng lượng ban đầu có 7.96 à. Cũng hơi thọt đấy nha. À, cái này chưa nâng này. Vô lấy 5 mảnh của Iri dị luôn nè. Đoàn rất là còn nhiều nhiều cái để mình mà nâng đấy. Mình thấy ạc này nó hơi thọt thôi đối so với cái cấp VIP của ổng. Nhưng mà được cái gọi là cái chiến hồn vô lượng 7 sao này. Chất thực sự mình cũng đang muốn có cái chiến hồn này. Nhưng mà cái đợt rồi server của mình anh em biết mà ổng đua là tầm trên 100.000 kim cương không anh em. Quay con Iori vậy gì mà 100.000 kim cương. Vãi đạn thật, chắc quay spam kim cương để lấy cái phôi. Nhưng mà cái phôi đó thì từ từ rồi lấy cũng được, làm gì mà ghê vậy. Đó. Ok, không nói nhiều nữa thì mình sẽ vào trong đấu trường test cái chiến hồn vô lượng cũng như là Iri dị cầm chiến hồn vô lượng đang có mạnh không nha anh em. Ok, được con Iri dị mạnh thôi anh em, được con Iri dị mạnh nên là không có sợ. Ok, vào coi cái trận này coi. Ây à, đánh với ông Ken nè. Ông Ken này top 1 này anh em. Trời ơi, đánh gì mà dữ vậy ta. Ken này chỉ biết 14 thôi nhưng mà chắc là ông này không có thọt. Để mình hỏi ông chủ ạc tại sao mà nó hơi thọt một tí. Hỏi chủ ạc một tí để coi tại sao cái lần này nó hơi thọt anh em. Chưa à. Vào đánh ông top 3 đi thử coi có cái trận đấu nào ông top 3 hay không. Đỡ tốn một lượt anh em. Top 3 thì chắc chắn là win rồi. Mỹ game, đây ok. Trận này đánh ông top 3 này. Thì ạc này đang là top 2. Đó, đánh ông top 3 thử coi con Iri gì? Ơi Iri thường chứ cầm cái vô lượng đánh có đam có ok không nha anh em. Ok, ông top 3 này. Hồi nãy mình quên coi cho anh em coi VIP anh em ơi, hình như là hồi nãy mình có coi sơ rồi. Ổng là hình như là chỉ VIP 9 VIP 10 thôi anh em, VIP 9 VIP 10 thôi. Ở bên S43 này mình thấy nó khá là nhẹ nhàng luôn em. Nghe chủ ạc kể là chỉ có 40.000 kim cương là đã lấy được cái chiến hồn lấy được cái phôi lên chiến hồn 7 sao rồi.
nên là cũng khá là nhẹ nhàng. Ai như cái xe vô của mình, trời ơi, 100 mấy ngàn kim cương, quỷ không. Ok, ở bên phải chúng ta là đang là team chính anh em, còn bên trái là team phụ thôi. Chúng ta là cùng để cái team chính và con Airi thường ra nha anh em, thử coi đam đơn của nó như thế nào khi mà gắn cái chiến hồn vô lượng 7 sao cũng như là gắn thêm một cái chiến hồn vô lượng 5 sao nữa. Đấy, nó cộng dồn thêm 10% nữa anh em, khá là ghê. Ok, ok. Trời ơi, Mari. Mari vẫn trâu như bình thường anh em. Hay à. Đừng nói mới vào con ca phải là đi bụi nha. Ồ, hên quá, không bị choáng anh em. Google đó là đánh dễ bị choáng lắm. Ok, Airi thường đang đứng ở slot thứ 6 luôn anh em, không biết khi nào mới có được có được siêu kỹ được kìa. Ui, con này mới build lên thôi nên đam nó hơi bèo anh em. Đợi đam của con Airi thường nha, khi mà gắn cái chiến hồn vô lượng nha anh em. Ui, Kula cũng mạnh thật sự. 4 triệu quá. Quái cao phải đánh 4 triệu đam à. Đây anh em, đam đơn mục tiêu nha. Ôi, lên được 1 triệu mốt anh em ơi. Nhưng mà đam đó là không có chí mạng. Ôi, ở bên này mình thấy mình chấm được con ca phẩy của ông nè. Ca phẩy mạnh nè. Kula cũng mạnh nè. Đó, và con tiếp theo tới là con Airi thường. Đấy. Ôi, Orochi đợt này mình thấy Orochi đi với lại con Kula khá là ngon anh em. Bởi vì cái con Kula khi mà nó cái siêu kỹ của nó là có cái nội tài đó là ở bên team địch á, nó có cái hiệu ứng tăng ít và bất lợi, càng nhiều á thì cái đam của con Kula nó càng cao đó. Bởi vì khi con Orochi của chúng ta siêu tuyệt kỹ xong thì con Kula siêu tuyệt kỹ thì cái đam của nó nè, đam của con Kula cao ngất ngưỡng. Bữa nào mà rảnh sẽ làm một cái video đó cho em coi, test đam luôn cho em coi con Kula khi mà có Orochi nó như thế nào nha anh em. Ok, trời ơi, Orochi bên này đánh 1 triệu ram luôn á. Ok, bên phải chúng ta là đã ra thêm thủ rồi anh em ơi. Con Airi thường đang gắn cái chiến hồn vô lượng. Đang gắn chiến hồn vô lượng, bây giờ nó siêu thì kể thêm quán nữa nè anh em. Ôi, ca phải vẫn chưa chết nha, ca phải vẫn chưa chết nha. Cha, cái team 2 con này cũng trâu đấy anh em. Nãy giờ chịu được 2 tool rồi. Ui. Rồi xong, kết thúc luôn. Airi không có thể hiện được gì. Airi thường mà 200 ngàn lượt chiến thì cũng gọi thuộc là dạng cao đó anh em. Để mình coi thử coi, hồi nãy hình như là anh đã thức tỉnh vũ khí luôn rồi. Ok, hồi nãy cái ông hồi nãy là chỉ hình như là VIP 14 hả? Ghi nguyên đặt tên cái chữ nghỉ game ra, chắc nghỉ game thật rồi anh em ơi. Nếu mà biết 14 này là hơi thọt đấy, chắc là nghỉ game thật rồi. Nhưng mà nghỉ game mà tại sao lại lên được top 3 nhỉ? Ok, coi đánh trong end game hả? Ông end game là VIP 13 hả? Ok, đánh với lại ông end game mà mới cách đây 2 giờ trước. Ủa, đánh ông Ken một đống trận luôn mà không win nổi anh em. Ông Ken này ông build ok đấy. Coi đánh với lại ông VIP 13 đi anh em. Ông VIP 13 theo mình thấy ở bên này cũng khá là thọt anh em. Đi theo team hấp huyết này. Wow, VIP 13 ở bên endgame anh em. Mình thấy cũng hơi thọt đấy. Hai bên là đều ngang bằng cái năng lượng ban đầu. Bao nhiêu đam đây, 1 triệu không? Ây quên, nó gắn cái chiến hồn thần thánh rồi thì giảm đam rất là nhiều anh em. Ôi, Kula chửi một cái 2 triệu 9 á. Ta Kula của mấy ông này build mạnh quá, ta mình cũng build giống y chang vậy mà đam đuối đuối. Ôi, 3 triệu. Cho vậy là mình biết là ổng dồn tài nguyên cho con nào rồi anh em ơi. Dồn cho Kula và ca phẩy và con Airi, 3 con đó thôi. Ôi, ôi. Đam cao thực sự anh em. Mà hên á, mình thấy hồi nãy là mình soi cái vật phẩm của ổng á, thì cái con ca phẩy và con Kula nói chung là đồ nó cũng là chưa có full đỏ hết. Mà đam tụi nó là sao lại to dữ vậy? Đây anh em,
lúc to lúc nhỏ vậy? À bên này mới gọi là tem chính hay tao sao ta? Ở bên kia là nguyên một dàn hấp huyết luôn, ở bên này là dàn tạp nham. Hấp huyết ở bên kia thì chắc là tem chính rồi, còn đây là tem phụ anh em. Có Kula mà cả phải mà lại không chơi. Ui Ly mạnh thế. Có Kula mà ca phải mà không chơi mà đi chơi team hấp huyết anh em. Ông này chắc đi chơi thiếu team rồi. Ông cái ông end game ấy. Ok. Coi con Airy thường chưa kỹ sao nha anh em. Thử có được bao nhiêu đam, sợ ca phải nó vét hết rồi. Ok. Chịu 6. Ok, đam đầu tiên. Ôi bảo kích rồi. 2 triệu không? Ây, 2 triệu 2, vãi. Chứ à, cái vô lượng 7 sao nó chất thực sự nè. Đam to, tăng những cái bạo kích nè. Những cái chỉ số rất là cần đối với những một con tướng carry luôn đấy. Rồi ok, thì mình đã review xong cái hạt này rồi. Thì review thì cũng phải có khen có chê anh em. Thì có sao nó vậy thôi. Đây là cái hướng để anh em xây dựng team thôi, chứ không có gì cả anh em. Chà, để mình coi cái con Kula này coi sao nó đam cao dữ vậy. À, khỏi cần test cái con Kula với lại con Orochi luôn em. Cái con Kula này của mình, cái ạc này của mình thì nó đã có gắn thêm một con Orochi rồi. Bởi vậy khi mà con Orochi nó siêu tuyệt kỹ, cái con Kula nó tăng đam đột biến là như vậy. À, mình nghĩ ra rồi. Vậy là khỏi test cho anh em coi. Trời ơi, đó anh em, nếu cái con Kula của mình á, ạc chính của mình, ạc nước mía thì cũng ngang ngửa con Kula này thôi. Nhưng mà cái đam của nó không bằng con Kula bên này. Bởi vì sao? Bởi vì nó bên này có con Orochi. Đó, nó tăng những cái chỉ số mà bất lợi cho team bên kia. Đó, con Kula là nó siêu kỹ một cái nữa là rất là thấm luôn. Đấy, và được thêm một cái chiến chúng ta cùng chiêm ngưỡng cái vô lượng thần hồn. Đấy, chiến hồn vô lượng 7 sao, max cấp. Rất là ghê. Rồi ok, thì nếu có gì hay thì mình sẽ quay video cho anh em coi. Thì anh em hãy cho mình một like, một share, một theo dõi kênh để mình có động lực làm những video tiếp theo nha. Rồi cảm ơn anh em rất nhiều nha.